đấy con bộ đó khné chụp cho mọi người cái đồ nó về riêng mình to để tiện tôi nó cần lư vị thị bố rồi cọ đó tập thể để mình thiện bài không khó khné dạ à lấy những chấp đơn từ mơ vị thị bố đó tập thể để mình thiện bài khó khné co dương riêng năm pi vị thị bố tập thể để mình thiện bài khó khné sân á dương riêng mà chuẩn lệch sân đã có mơ được một lần sau có đây là cái miền tập thể á lưỡi được khné A lực B đèn A lực B ní vì bộ chúng mình nâng C lực D hay A lực B bộ C lực D ní cái chiếc bảo phía để mình thiệt bàn khó khó khní chân đâm bay đó sai bảo phía để mình thiệt bàn khó khní ôn trâu rồi kì chà dương trâu đâm rốc thiệt bàn ruộm đời rốt tam P P C âm chân này cứu thiệt bàn ruộm này cứu cứu cực thà lệch ní dương vô B của nâng D chân có B của nâng D dương trâu bảo thiệt bàn ruộm tài nói chặt đầm này cứu ná này cứ miên lê a được bể à lo nhưng trong ban phải bê luôn việc cứ bể để chắc mà phải bê luôn bể đế cứ cứ trong pha để nhé cứ cùng để ở đây cùng này kì để cùng đừng để ta lấy đọc nè à, to tiếp đọc nè chứ c được để toàn hai mười tớ na c được đế cứ này cứ trong pha cùng này kì c được đế cứ chỉ đọc hiện đã đè tay em trong tầm đọc hiện bài được bể chứ ở ôn quân phải bài được bế phải vô còn nữa được bể chứ nhưng bàn đọc hiện đấy tôi chỉ ai à đế bột nâng bì xí có xì đi có bán hoặc bột hoặc cuốn mê lệ khả nát rồi lọc bàn lỡ bế bì đế đi đế bì ôi phải bán bế khó bì xốn hoi phải bán đế có khó bì bì xù chà nếu cái chữ của môn bảo vệ nè nó phê này cái bàn bóng riêng bì rụng môn rút ô nâng ai phơi làm hạt hiệp bàn nè à lâu như tụi mơ ụt hò làm hạt ở phía ụt hò làm hạt đấy cứ kì thà cho kẹt nè khó bột bảo vệ nó bây cái này thật bộ bảo phía nhưng trong mưa sân ta có thể bọn này cứ nít việc bánh đốt chứ có việc bánh khó nì chà việc bánh viết nó có nhưng mưa còn á thì thà pram lưu bảo mùi bố lưu bấy lưu buồn chân có ôn nó khá nít trong xung lân việc bánh viết mình mới mưa việc dù về tê trong mưa việc bánh viết thà việc bánh viết mà chà thì nó nên qua cái thà việc bánh viết mà phải buồn mê nế chà mà phải buồn bật tay bắt sân những rô tam cả ta và thóm tệ tôn lưng bê bê xì ấm việc bánh viết đâu mà phải buồn này chứ thường mày tớ đâu cái đạo mốt p p c ẩm lấy lê mà lê búa nâng lê trầm muối chế nhân chặt đâm rồi rô tam p p c ẩm cái chế bay cái ta luôn và tay này cái rô tam thì là hạt sần thì là hạt bao dưới cái chế sờ lên lê thòng buôn nâng muối của muối thòng chân tơ lê trầm muối đại chẳng buôn ọt ọt đại tỷ tá số tầm lớn lê trầm muối mà đó trầm muối pi đó việc đập pi chắc đập pi vô mà đại chẳng buôn đấy dạ bàn bầy chắc bay buôn đón đập pi đại chạy cứ tha bay luôn từ đập pì à và tập mớ nhưng mà sau chưa chạy đây thà này cứ lúc rap đi nhà máy nhưng tao chưa chạy lên cái ta và thòng tao chạy vô bờ môi mình chạy được pí bán bảy đó bay luôn ai chạy được bay bán mười đó hay buồn vô buồn mình chạy được pí lệ cú bán pì đó pí luôn ai chạy được luôn ai bán mười đó chắc dân tầm riêng cái ta và thòng dân tầm riêng lệ cú đừng lệ bờ môi đã tầm tầm nghĩa rồi dân vô cái ta luôn anh ấy pí còn pí chết cái ta luôn vậy cái lịch pí hay cái ta mình rút miên pí cái lịch bay mình lịch pí đề dễ bị bàn pí côn đường pí hay côn đường lịch bảy chết còn anh côn châu kia cái ta luôn thằng anh này nhé dễ sản bỏ mất tại đôi bàn này kêu rô kềm kềm như bàn rồi pí gì đó buồn buồn bay đó đó đập pí cha trăm tàu chết mới đây tha à, rô tam đi cả tam đi đập pí nhưng rô tam mà lươn tàu bàn tay này kêu bình chìa lên để kêu rô tam mà lươn ấy miên đây tha lại tôi vì cái bánh viên là môn tôi chưa mình bay cái đồ bộ mà sang mà rồi chứ có rồi chiên ấy những ai đồ tam đi trăm trò rồi thì rồi tay bà rồi thì bánh tôi đi chuyện bay bốn trăm một mũi đi một lần bay bốn đọc ấy đồ tam nắng xua hơi lươn á cho nên tiền đi xem bạc ôn học nét phơi làm hàng tò ở đó những ban thì bay luôn hơi đọc nỉ nó phép ôn ban thì bay luôn ôn vô lê trập hiện là đè nè cứ cái ba này kì trăm lơ trăm mũi bốn bay lơ lơ bốn smart pram lơ pram mũi côn lần bố cho mũi lần bấy lơ buồn chả bê này cứ đặt để tiếp ôn từ con hết còn ngon lại mình này ở bạn ngon lê để xa ta này cứ trâu ca vô bảo thiệt hàng cróm côn nâng lê ở ban đập pì chắc pram mũi pì đo đó đập pì côn đừng lơ từng cróm chắc buồn chả buồn bay đo đó đập pì côn đừng lơ từng cróm này bằng tập mốt côn phía vô pram pì đó đó côn phía bén pram mũi pì đo đập pì bố cho mũi bấy bay đo pram buồn bay buồn đòn đó đập pì nó phê nít thì bay viện đôi khi hơi ôn ai vô phía vô bộ phía vô rẽ xa phía bay đập pì tục nó đó đó đèn tại vì xa trong cái đà nhá chứ những bạn đọc trầm phú nó lứ đó đập
12សម្រួលនឹង2អាកើត3អាកើត4 5មិនកើតអីទេស្រួលទុកដដែលចាតាមនេះមើលអក្សរខស្រួលត្រង់ហ្នឹងណាក្បែររួមមានតែមួយអញ្ចឹងចម្រើសចូលក្រោយរបស់ PPCM របស់យើងគឺលេខ5ហ្នឹងឯង5និង1មានន័យថាត្រង់នេះគឺមាន1ហើយនឹង5នេះត្រង់នេះវាស្មើនឹងលេខ1ណា1និង5គឺចេញ5អឺបើថា P3 រួម5ហើយស្រួលទេអូនបងប្អូនអ្នកបងប្អូនអាចយក3នេះលើ2 3បូក2លើ5នេះទៅសេបាន3ក្បែងជា1គុណ1អានេះអឺ2លើ5ក្បែងវាប្រហែលតែវា5ខ្លាច់ហ្នឹងមិនបាច់ត្រូវទេនោះមិនបាច់គុណទេអញ្ចឹងអានេះត្រូវនឹងប្រហែលចាត្រូវនឹង5ឃើញទេអញ្ចឹងត្រូវនឹង5យើងបាន15 3 5ដល់15 15បូក2ទៅលើ5អញ្ចឹងបាន17ទៅលើ5ស្រួលកើតទេមានវិធីមួយទៀតអរគុណវិធីនោះលឿនគឺអូនឯងត្រឹមតែយកលេខ5នេះគុណគុណនឹងភាគយកបដោយឬថាលេខគាត់នឹងប្រភាកគុណលេខប្រភាកនឹងលេខគាត់បូកភាគយក3 5ដង15 15បូក2 17ឃើញចំណៃលឿនណាតោះចុងក្រោយពីបែងទៅច្រើនណាមាន3 10 15អញ្ចឹងគេបែងទៅអស់គ្នា3 10 15នេះបងអរគុណត្រូវរឹងលេខធំលេខធំមកវាគឺលេខ15អញ្ចឹង15នេះយកមកចែកនឹង3ដាច់តែចែកនឹង10អត់ដាច់អញ្ចឹងត្រូវតម្លឹងលេខ15នេះឲ្យបានគុណនឹង2បាន30អញ្ចឹងបងយក30មកមកចែកនឹង3ក៏ដាច់ចែកនឹង10ក៏ដាច់អញ្ចឹងចែក15ក៏ដាច់អញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវភាគ3រួមបដោយលេខដល់ត្រង់នេះគ្រូដាក់ស្មើយកបដោយណាអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវភាគ3រួមគឺ30 3គុណប្រមាណគ្រប់30អរគ្នាចា3គុណនឹង10ឥឡូវក៏គុណនឹង10ចា2គុណប្រមាណដើម្បីគ្រប់30អរគ្នាចា2គុណនឹង10សំពោ10គុណប្រមាណគ្រប់30 10គុណនឹង3ភាគយកក៏គុណនឹង3អឺ4លើ15អញ្ចឹង15ខាងក្រោមនេះគុណនឹងប្រមាណឲ្យគ្រប់30 15 2 2ដងអញ្ចឹងឥឡូវក៏គុណនឹងដូចគ្នាចាំ1លើ1ក្រោមគុណប្រមាណឲ្យគ្រប់30គុណនឹង30នឹងឯងគ្រប់30ចានេះដងទៀត3 10ដង30គុណ10លើ10ក្រោម10 3ដង30 3លើ3ក្រោម15 2ដងគុណលើគុណក្រោមយើងមើលណានេះ2គុណនឹងនេះ2គុណនឹង3ហើយ4គុណនឹង2អានេះគុណនឹង3អញ្ចឹងគឺបែររូបរបស់វាគឺ3 30បានហើយតោះ10 2ដង20បូកជាមួយ3 2ដង6បូកជាមួយនឹង4 2ដង8បូកជាមួយនឹង30អើយើងបូកចូលគ្នាមករក្សាពីបែងទុកដដែលអើ3បូក20 20បូក3នេះ20 3 5 5អានេះ14ទៀតហ៎ 14 ចា 14 ចែកនឹង30សម្រួលនឹង2ឥឡូវបងប្អូនយកចង់លឿនអូនយកហក4មកចែកកតាបឋមអស់ចែកពីពី3ដង6ឃើញត្រង់គ្នាមកតម្លាក់4ចប់ពី2ដង4ដែរអញ្ចឹងបាន32ណាហើយ30ចែកនឹង2បាន10 15យើងយកចែកនឹង3អត់ដាច់ទេចែកនឹង5ក៏អត់ដាច់ចែកនឹង2ក៏អត់ដាច់ដែររក្សាទុកប្រដែលចាឥឡូវបានពីបូកប្រភេទដែលមានភាពបែងខុសគ្នានៅពេលនេះគឺបញ្ចប់ហើយកុំភ្លេចធ្វើកិច្ចការផ្ទះសាក់របស់សមត្ថភាពខ្លួនឯងដែលយើងខំរៀនពីវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូផង